Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và tự chuông bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin hôm nay. West Ham gặp Tottenham, chờ đội phép của Mourinho. Trận derby giữa West Ham và Tottenham cuối tuần này trở nên đáng chờ đợi hơn bao giờ hết với sự có mặt của người đặc biệt Jose Mourinho. Tottenham sẽ có một chuyến làm khách đáng nhớ trước West Ham cuối tuần này, chắc chắn là như vậy, bởi họ sẽ đánh dấu một cột mốc mới sau gần nửa thập kỷ, đó là thay đổi huấn luyện viên. Jose Mourinho đã chính thức trở lại ngoại hạng Anh với vai trò thuyền trưởng Tottenham. Ông được kỳ vọng đưa con tàu Tottenham trở lại đúng với quỹ đạo của nó. Hiện tại đội bóng Bắc London đã rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, hơn West Ham đối thủ mà họ sắp đối đầu đúng một điểm. Gặp West Ham thời điểm hiện tại là một điều may cho cả trống. Ít ra đội bóng cùng thành phố còn có thành tích tệ hơn cả họ. West Ham đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng tại giải Ngoại hạng Anh. Lần cuối cùng đoàn quân của Roberto Pellegrini giành chọn 3 điểm là từ ngày 22 tháng 9 trước Man United. Dù luôn được đánh giá cao với dàn sao tiếng tăm như Lanzini, Yarmolenko hay Haller, nhưng những gì đội bóng có biệt danh những chiếc búa đem lại chỉ là sự thất vọng. Thành tích bế bát khiến cho việc được thi đấu trên sân nhà cũng không đem lại lợi thế nhiều cho West Ham. Trong khi đó, các cổ động viên Tottenham hy vọng đội bóng của họ sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên mới. Dù chưa khỏi bất ngờ về cuộc chia tay chóng vánh với Pochettino, nhưng các cổ động viên sẽ sớm hô vang tên Mourinho nếu như ông đưa nụ cười trở lại với cả trống. Thay tướng đổi vận, đó là cụm từ mà bất cứ câu lạc bộ nào thay đổi huấn luyện viên cũng đều hướng đến. Không chỉ là một chiến lược gia mới, một triết lý mới, đó là một sự đổi vía. Dù Pochettino đã làm rất tốt trong nhiệm kỳ của mình, nhưng có lẽ đây là lúc Tottenham cần sự tươi mới hơn. Mourinho là dạng huấn luyện viên có thể đáp ứng điều đó. Hiện tại Tottenham chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ 6 điểm. Họ không thể tiếp tục rơi điểm trước West Ham, một đối thủ được đánh giá còn dở tệ hơn. Chẳng thể bao biện gì nếu Mourinho không thể đem về 3 điểm cho Tottenham trong ngày ra mắt. Vòng đấu thứ 13 của ngoại hạng Anh sẽ được mở đầu bằng trận derby London rực lửa giữa West Ham và Tottenham. Cùng chờ xem Mourinho sẽ thể hiện như thế nào trong ngày ra mắt. Man City gặp Chelsea. Man City đại chiến Chelsea tại Etihad trong trận đấu tâm điểm vòng 13 ngoại hạng Anh. Hai đội buộc phải giành chiến thắng để rút ngắn khoảng cách với đầu đầu bảng Liverpool. Sau thất bại nặng nề trước Liverpool ở vòng đấu trước, Man City đã tụt lại 9 điểm so với chính đối thủ trong cuộc đua danh hiệu ngoại hạng Anh. Trận thua đó cũng khiến cho đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola tụt xuống vị trí thứ 4, xếp sau Chelsea và Leicester City. Mặc dù đã xuất hiện cuộc khủng hoảng, nhưng thực tế là Man City vẫn còn cơ hội để bảo vệ chức vô địch. Tuy nhiên, để giữ hy vọng thì đội bóng chủ sân Etihad phải tìm lại động lực giống như cách mà họ đã giành chiến thắng 14 trận liên tiếp để giành chức vô địch mùa giải trước. Đối thủ của Man City ở vòng đấu này là Chelsea, đội bóng đang có phong độ rất ấn tượng trong thời gian qua. Đoàn quân của Frank Lampard hành quân đến Etihad với 6 chiến thắng liên tiếp tại ngoại hạng Anh. Và một chiến thắng ở Manchester sẽ là lời khẳng định cho khả năng thách thức các danh hiệu mùa này của The Blues. Có thể nói các nhà đương kim vô địch Man City đang trong cơn tức giận đỉnh điểm sau trận thua trước Liverpool. Với lợi thế sân nhà, nhiều khả năng huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ chỉ đạo các học trò tiếp cận trận đấu với lối chơi tấn công để bù đắp lỗ hổng ở hàng thủ. Do đó, huấn luyện viên Lampard thực sự cần phải đưa ra một chiến thuật thật sự hợp lý để chống lại mối đe dọa từ các ngôi sao tấn công của Man City, nếu không phải nhận một thất bại nữa tại Manchester. Arsenal gặp Southampton, món quà cho Emery. Arsenal tiếp đón Southampton trên sân nhà Emirates, trước đội bóng xếp gần bét bảng, 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc cho Arsenal. Arsenal sẽ tiếp đón Southampton trên sân nhà ở vòng đấu này. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để pháo thủ áp sát top 4, bởi đội khách Southampton đang thi đấu không tốt, vị trí thứ 19 của họ đã nói lên điều này. Chuỗi phong độ của pháo thủ giai đoạn gần đây là không tốt, tuy nhiên lịch thi đấu đẹp thời gian sắp tới sẽ giúp họ cải thiện phần nào. Ở vòng đấu trước, thất bại trước Leicester khiến các cổ động viên Arsenal rất tức giận. Nếu không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước Southampton ở trận đấu này, Arsenal sẽ thực sự bị người hâm mộ quay lưng. Leganés gặp Barca, vùi dập đội bét bảng. Trước đối thủ yếu nhất La Liga, Barca tự tin sẽ đánh bại Leganés để củng cố ngôi đầu bảng. Trước vòng 14 La Liga, Barcelona và Real Madrid đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Kênh kiến trắng đương nhiên sẽ cố gắng giành trọn 3 điểm và mong cho đối thủ sẻ chân. Nhưng e rằng mong muốn của Real Madrid khó mà thành hiện thực khi mà lịch thi đấu không ủng hộ họ mà tỏ ra có lợi cho Barca. Sau thảm bại trước Levante, thầy trò huấn luyện viên Ernesto Valverde đã sớm vực dậy tinh thần, đồng thời cũng giành lại được ngôi đầu bảng với chiến thắng thuyết phục trước Celta Vigo. Trong khi đó, phong độ của Leganés mùa này đang rất đáng lo ngại kể từ chiến thắng đầu tiên của mùa giải khi đánh bại Mallorca. Đội bóng của huấn luyện viên Javier Aguirre vẫn chưa thể làm được điều tương tự. Huấn luyện viên Ernesto Valverde vẫn chưa nhận được niềm tin tuyệt đối từ mọi thành phần của Barcelona và vị trí của ông tại câu lạc bộ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Nhưng trước Leganés, thật khó để Barca nhận một kết quả bất lợi dẫn tới sự ra đi của ông.
Vì thế đây chắc chắn chưa phải là thời điểm huấn luyện viên Van Verde mất ghế hay Barca mất ngôi đầu. Leicester City chặn đứng tham vọng mua Maddison của MU. Leicester đang đàm phán với tiền vệ tài năng James Maddison về việc ký hợp đồng mới trước sự dòm ngó từ phía Man United. Hôm nay ngày 23 tháng 11 chính là sinh nhật tuổi thứ 23 của Maddison, và dù còn hợp đồng tới 3 năm rưỡi với Leicester, song ngôi sao người Anh vẫn được đội bóng đề nghị ký giao kèo mới, mức lương tăng lên gấp đôi những gì đang nhận ở hiện tại 50.000 bảng một tuần. Phía Leicester tin rằng với mức lương mới 100.000 bảng một tuần, Maddison sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho câu lạc bộ, qua đó dẹp bỏ mọi suy nghĩ về Man United, đội bóng đang rất thèm khát có sự phục vụ của anh. Tuần trước, tiền vệ 23 tuổi đã có lần đầu được ra sân cho tuyển Anh trong trận gặp Montenegro. Với những gì đang thể hiện tại Leicester mùa giải này, Maddison hy vọng sẽ chiếm được lòng tin của huấn luyện viên Gareth Southgate ở vòng chung kết Euro 2020. Mùa này, Maddison là một trong cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Leicester bên cạnh Jamie Vardy. Anh đã ra sân 13 trận trên mọi đấu trường cho bài cáo, ghi 6 bàn cùng 2 đường kiến tạo. Sự xuất sắc của Maddison giúp Leicester xếp thứ 2 tại Premier League với 26 điểm, kém được đội bảng Liverpool 8 điểm. Liverpool chơi bài liều với Mohamed Salah. Đội bóng thành phố cảng quyết định không để Mohamed Salah phẫu thuật dù ngôi sao này đang gặp vấn đề lớn ở mắt cá. Mohamed Salah đã dính chấn thương mắt cá trận gặp Leicester hồi đầu tháng 10. Từ đó tới nay, ngôi sao người Ai Cập vẫn ra sân thi đấu, dù chưa hoàn toàn bình phục. Ở trận gặp Man City cách đây hơn 10 ngày, chấn thương của Salah thêm nghiêm trọng sau cú tắc bóng của Fernandinho. Hiện tại Salah đã trở lại tập luyện nhưng báo giới Anh tiết lộ đây là chấn thương nghiêm trọng. Để dứt điểm chấn thương này, ngôi sao người Ai Cập cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, Liverpool quyết định không để Salah phẫu thuật bởi nếu làm như vậy, họ sẽ mất ngôi sao quan trọng của mình ở giai đoạn khốc liệt của mùa giải. Nói về chấn thương của Salah, huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn đánh giá đây là chấn thương không quá nghiêm trọng. Tuy vậy, báo giới Anh cho rằng Liverpool và Klopp đã đưa ra quyết định liều lĩnh bởi tiếp tục thi đấu với chấn thương, Salah có thể dính chấn thương nặng hơn. Không, Salah không cần phải phẫu thuật, cậu ta đã gặp vấn đề ở mắt cá từ trận gặp Leicester. Mọi thứ càng trở lên tốt hơn, nhưng ở trận gặp Man City, cậu ấy lại bị tắc bóng. Nó không quá nghiêm trọng nhưng chúng tôi cần phải cân nhắc nhiều yếu tố. Hôm qua Salah đã trở lại tập luyện bình thường như các cầu thủ khác. Chúng tôi phải xem cậu ta thể hiện tới đâu, huấn luyện viên Jurgen Klopp tiết lộ. Không chỉ đau đầu về chấn thương mắt cá của Salah, huấn luyện viên Jurgen Klopp còn phải lo ngại khả năng Ai Cập triệu tập ngôi sao của mình tham dự Olympic 2020. Hiện có thông tin cho rằng Ai Cập muốn bổ sung Salah vào danh sách 3 cầu thủ quá tuổi dự Olympic 2020. Nếu Ai Cập quyết định, Liverpool không thể ngăn cản. Mourinho đưa ra cảnh báo đanh thép về Kane. Huấn luyện viên Jose Mourinho của Tottenham khẳng định các ông lớn tại châu nên bỏ mộng chiêu mộ tiền đạo Harry Kane. Suốt nhiều mùa giải vừa qua, Kane luôn là họng pháo chủ lực của Tottenham, bằng chứng là ở 4 trong 5 mùa Premier League gần nhất, chân sút 26 tuổi để ghi trên 20 bàn. Đỉnh cao nhất là mùa 2017-2018 khi Kane sở hữu tới 30 bàn sau 37 lần ra sân cho Spurs. Mùa này Kane mới chỉ ghi 6 bàn sau 11 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh, song anh vẫn là tiền đạo không thể thay thế của đội bóng. Bao lâu nay, sự xuất sắc của Kane đã giúp anh lọt vào tầm ngắm của không ít ông lớn ở châu. Thế nhưng huấn luyện viên Mourinho cảnh báo tất cả họ nên quên chuyện chiêu mộ Kane đi là vừa. Kane là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới, đó là điều không cần phải bàn cãi. Cậu ấy chỉ cần đội bóng bên cạnh cậu ấy. Nếu đội bóng của Kane là tuyển Anh hoặc Tottenham, cậu ấy chỉ cần đội bóng đi cùng đến đẳng cấp mới. Vậy đẳng cấp mới ở đây là gì? Là các danh hiệu. Tôi nghĩ cậu ấy cần vô địch với chúng tôi, với tuyển Anh. Cậu ấy cần phải mang lại một cái gì đó để làm nổi bật phẩm chất mà cậu ấy có như một cầu thủ. Những bàn thắng Kane ghi được, những gì cậu ấy mang lại cho đội chứng tỏ cậu ấy là tiền đạo hàng đầu. Và tôi đã làm việc với một số cầu thủ hàng đầu. Chuyện giữ chân Kane không phải là việc của tôi, đó là công việc của ông Levy. Đó là vấn đề của câu lạc bộ. Ông ấy có tầm nhìn và một phần của tầm nhìn ấy là làm cho đội bóng lớn mạnh hơn. Vì thế, giữ chân những cầu thủ giỏi nhất rõ ràng là một phần trong kế hoạch. Đó không phải là một lời hứa dành cho tôi, nhưng Levy đã nói rằng ông ấy sẽ không bán những cầu thủ mà huấn luyện viên không muốn bán, chiến lược gia ngần bồ nhau cho biết. Juventus muốn cho mượn Pizzaca. Theo Calcio Mercato, Bian Connery muốn cho mượn Pizzaca một lần nữa để giúp cầu thủ người Croatia có thêm thời gian thi đấu, tích lũy kinh nghiệm. Chelsea để mắt tới Chalot. Nếu lệnh cấm chuyển nhượng được dỡ bỏ, Chelsea sẽ hỏi mua ngôi sao của CSKA Moscow, Fedor Chalot vào tháng 1 theo Sky Sport. Mourinho không cản Eriksen. Corriere dello Sport tiết lộ Mourinho không ngăn cản thì về Eriksen ra đi tháng 1. Tân huấn luyện viên Tottenham cho phép nhạc trưởng người Đan Mạch tự quyết định tương lai. Emery cảnh báo Torreira. Huấn luyện viên Unai Emery khẳng định Lucas Torreira có tương lai lớn ở Emirates. Tuy nhiên, ông yêu cầu ngôi sao người Uruguay cần phải cải thiện khả năng hơn nữa. Trợ lý Lee Jong-jin chỉ ra khó khăn lớn nhất của U22 Việt Nam. Cánh tay phải của huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng mật độ thi đấu 2 ngày một trận là trở ngại lớn nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Bởi lẽ điều này sẽ ảnh hưởng tới thể lực của Quang Hải, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu hay Tiến Linh.
đây là những cầu thủ vừa phải cài ải ở vòng loại World Cup. Câu lạc bộ Tây Ban Nha muốn chiêu mộ Quang Hải, giám đốc điều hành La Liga ở Đông Nam Á, Ivan Corina khẳng định. Một vài câu lạc bộ Tây Ban Nha đã gửi lời mời Quang Hải sang thi đấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh và tiếng chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.